con đường làng ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Một phần diện tích trở thành sân phơi mứt. Xe máy, công nông chạy qua khiến những miếng bí, củ cải trắng phao bị chuyển màu. Cạnh đó là những thùng phi thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đến giữa trưa, công nhân ra đảo lại mất. Và họ hồn nhiên đi ủng, dẫm lên những thứ mà chỉ 1-2 ngày nữa sẽ trở thành thức quả ngon miệng. Bước vào mỗi tí góc con này thôi, nó quên. Còn đây là khâu chế biến tại một xưởng mứt có quy mô. Mứt cà rốt được tô điểm thêm màu đen. Người làm mứt vô tư kho cà rốt với côn trùng. Con này là con ong mật. Ong. Ví dụ như có ong chẳng hạn thì nó lại còn có những cái không ít nhiễm ký sinh trùng nhưng mà lại có cái chất độc. Thành phẩm không hề được che đậy, cũng là sự hòa trộn lẫn lộn, trong đó nguyên liệu không thể thiếu là ruồi, nhặng và ong. Mứt mà thành phẩm rồi là rất nguy hiểm, là bởi vì lúc đó là không qua xử lý nhiệt nữa mà cái mầm bệnh nó vẫn còn tồn tại. Thế ngoài ra trong cái con ruồi nhặng có thể có những cái bầu nang đơn bào hoặc là các cái loại vi khuẩn rất là nguy hiểm từ cái mầm bệnh, từ đờm dại rồi là từ phân nước rác các thứ, và nó là môi giới truyền bệnh, tức là truyền cái các cái mầm bệnh từ cái vùng mà nước thải và chất thải như là phân nước rác thì nó đưa vào trong thức ăn, trong đó có mứt. Ở một số nơi, để đảm bảo sức khỏe nhân công và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của mứt, người ta đầu tư các lò nấu mứt và sấy mứt bằng điện. Tuy nhiên tại đây, lò than đá cháy nghi ngút ngày đêm, khí độc SO2 cùng bụi bẩn vẫn bay lên và bám vào mứt. Trong than ấy, thì nó có rất nhiều cái chất nó lẫn vào. Thế nếu mà bụi than nó vào thì nó cũng kéo theo những cái chất nó vào. Khi mà người ta ăn nó vào thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Và cái SO2 đó thì nó sẽ làm cho cái hơi thở của ta là sẽ bị cái khí độc mà nó sẽ gây ra. Người đi đường có thể đặt câu hỏi, không lẽ lãnh đạo địa phương không bao giờ đi qua con đường này? Và những gì diễn ra chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã vài chục mét, họ cũng không hề hay biết. Sau khi mà họ sản xuất xong thì họ sẽ đi đổ cho các đại lý nhỏ, vừa và nhỏ trên tất cả trên địa bàn thành phố. Nếu chúng tôi kiểm tra mà nó không đạt theo với cả cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ cho đình chỉ cái đối với cái việc sản xuất này. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, rất nhiều gói mứt truyền thống nơi đây sẽ có mặt trong các cửa hàng rồi lên khay, lên đĩa để các gia đình đãi khách. Và có lẽ không ít người sẽ phải nhận quả đắng từ những miếng mứt ngọt.